Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo khoác, áo thun thể thao, dài tay. Những cái sản phẩm rất thích hợp cho thời tiết thu đông sắp tới ạ. Tất cả thông tin, thông số của sản phẩm bên em sẽ ghi một cách cực kỳ chính xác và chi tiết bên phía trái của góc màn hình kèm với giá bán. Mọi người lưu ý giúp em ạ. Và số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghi bên phía phải của góc màn hình đây. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo cho em, gửi cho em đúng cái mã sản phẩm nha mọi người. Mã sản phẩm em sẽ ghi cực kỳ chính xác ở đây để tránh nhầm lẫn, mất thời gian cho cả người mua và người bán. Mọi người hãy đọc giúp em chính xác mã nha. Và em cũng ghi cái ngày đăng video luôn để cho mọi người tránh nhầm lẫn sang những cái video cũ ạ. Tất cả sản phẩm của bên em khi mọi người nhận hàng đều được thử hàng và kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người. Kiểm tra hàng thật kỹ trước khi thanh toán giúp em ạ. Một lưu ý đặc biệt, tất cả đơn hàng của bên em đều được free ship toàn quốc nha mọi người. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái giúp em. Với những khách hàng mới lần đầu tiên mua hàng của bên em với những cái hóa đơn từ 300.000 trở lên, mọi người vui lòng cọc giúp em 100.000 nha. Rồi, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên em sẽ có một sản phẩm của thương hiệu Puma. Chúng ta có một chiếc áo khoác với cái chất liệu thể thao co giãn nhẹ này. Con này một lớp nhưng một lớp của nó cực kỳ dày nha mọi người. Mọi người có thể mặc vào thời tiết thu đông nha. Con này chúng ta có một cái logo của Puma cực kỳ lớn được dập ở phần trước ngực đây. Con này độ mới thì cũng rất là cao nha. Chúng ta có một cái tem chính hãng của Puma ở đây ạ. Tem trên, tem dưới đầy đủ, độ mới hoàn hảo luôn nha mọi người. Tem dưới đây ạ, mã cốt đầy đủ luôn. Con này màu đen. Có một cái logo của Puma ở đây thôi. Thiết kế cũng cực kỳ đẹp. Khóa nó làm cực kỳ chất lượng nha. Đây. Con này mặc vào buổi sáng thời tiết se lạnh thì nó cực kỳ hợp lý. Nó đẹp nha, cái chất nó rất là đẹp. Ngày hôm nay em sẽ lên với mã U, chúng ta có mã U1 nha. U1 dài 71 ngang 52. Con này trên thông số để size là XL nhưng mà con này em nghĩ size L mặc cũng vừa nha. Em sẽ lên form cho mọi người tham khảo. Em cao 1m72, nặng 73kg. Mọi người cứ nhìn em lên form áo là mọi người có thể tham khảo nha. Còn cái chính thì mọi người nên chú ý tới cái thông số mà em cung cấp ở đây. Chiều dài của áo, chiều ngang của áo và size của áo nha. Rồi, con này mọi người cao 1m73 đổ lại, nặng 70 cho tới 75kg, mặc là đẹp nhất này. Giống như cái form của em mặc con này là vừa vặn luôn. Cực kỳ đẹp. Con này chất thun thể thao ạ. Con này chất thể thao. Mặc nó kiểu nhẹ nhàng này. Mọi người vận động cũng cực kỳ thoải mái. Nó không giống như áo gió nha. Áo gió mọi người mặc thì có thể nó hơi gò bó một chút. Nhưng mà những cái con mà chất thể thao như thế này mọi người mặc thì nó cực kỳ thoải mái này. Rồi mã U2. U2 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Under Armour. Con này độ mới thì cũng cực kỳ xuất sắc luôn. Con này phối màu xanh rêu, cực kỳ đẹp nha. Cái phối màu xanh rêu. Cái màu này nó phù hợp với rất nhiều lứa tuổi này. Rất dễ mặc, rất dễ phối màu. Chúng ta có một cái tem chính hãng của Under Armour ở đây. Một cái logo của Under Armour được dập bằng cao su ở đây ạ. Tem rất nhiều tem nha. Tem chính hãng của Under Armour nha. Những cái sản phẩm như thế này trên thị trường làm fake rất là nhiều, làm giả rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mà những cái mặt hàng của bên em thì vẫn cam kết với mọi người là hàng chính hãng. Nếu mọi người phát hiện ra hàng giả, hàng fake, mọi người phải điện ngay lập tức cho em nha. Rồi, con này bên trong được... Đây, bên trong đây. Cái lớp ở bên trong nó kiểu như nó làm bằng nỉ nha mọi người. Con này mặc vào mùa đông cũng rất là ấm luôn. Con này thì chất khá là dày dặn nha. Cũng chất kiểu chất thun thể thao nhưng mà nó dày nha. Con này thì trên thông số để size XL đấy. Màu xanh rêu cực kỳ đẹp. Em 72kg mặc thì có vẻ là hơi rộng rồi. Sản phẩm này thì phù hợp với những người có cân nặng từ 75kg đổ lên. 75 cho tới 80kg mặc chiếc này giúp em. Một sản phẩm chính hãng của Under Armour nha. Đây, mọi người nhìn phía bên trong này. Nó làm cực kỳ chỉnh chu và đẹp luôn. Những cái hàng chính hãng của thằng Under Armour mọi người mua mới, những cái chiếc áo như thế này nó không bao giờ có giá dưới 1,5 triệu đâu ạ. Trừ những cái chương trình sale ra thì em không nói. Đây. Ta có một cái logo của Under Armour ở trên mũ luôn này. Con này mũ liền không thể tháo rời nha. Con này mũ liền. Trên thông số này là size XL. Dài 75, ngang 60 và vai là 50 này.
U3 thì em có một con Nike nha, cũng chất thun thể thao, có một cái logo của Nike được sập bằng cao su ở đây nha. Chúng ta có tem chính hãng của Nike, con này được sản xuất tại Việt Nam nha. Chắc sắp tới thì em sẽ làm một cái clip để chia sẻ với những mọi người những cái kinh nghiệm để mình có thể chọn được một cái sản phẩm áo chính hãng của các thương hiệu lớn nha. Em đang ấp ủ cái điều đấy rất là lâu rồi, có lẽ là em sẽ lên cho mọi người một cái clip để mọi người có thể tham khảo. Ai biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì mình có thể xem để mình khi mà mình đi mua hàng thì mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm chính hãng nhé. Tem chính hãng của Nike này, mã code còn nguyên giúp em. Con này size XL. XL mã U3 dài 75 ngang 60 size XL nha. Con này chất thun thể thao. Chất thể thao cực kỳ đẹp. Nói chung những cái sản phẩm như thế này mọi người mặc, mọi người vận động thì nó rất là thoải mái nhé. Mặc dù là áo khoác nhưng mọi người mặc và mọi người vận động nó cực kỳ thoải mái, nó không giống như những chiếc áo gió hay những chiếc áo phao, nó mang lại một cái sự gồ ghề nhất định, thì cái những cái dòng như thế này thì mặc vào nó cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái nhé. Mọi người vận động thoải mái, mọi người có thể mặc đạp xe chạy bộ rất là ok. Con này màu đen, độ mới cũng cực kỳ cao luôn, độ mới cao. Những con nào em nói mới thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ mới nhé. Mỗi một video thì bên em không có nhiều sản phẩm đâu, chỉ có từ 10 đến 15 sản phẩm thôi. Và những cái sản phẩm này được lựa chọn thì cực kỳ kỹ càng rồi. Tiếp theo, em có một con Fila này. Con này đặc biệt là nó chất bằng nhung nha, con này chất nhung. Con này cũng cực kỳ hiếm đây. Đây, chúng ta có cái logo của Fila này, mọi người nhìn cái logo nó làm cũng đã rất là đẹp rồi. Tem chính hãng của Fila này. Con này trên thông số nó để size XL nha. Một cái logo của Fila ở đây, cái phối màu Fila này cực kỳ đẹp nha. Fila này là của Ý nha mọi người. Con này được sản xuất tại Indonesia. Fila của thằng Ý nó làm vẫn đẹp hơn Fila của thằng Hàn nha. Đây, con này chất nhung, con này hiếm lắm nha mọi người. Con này cực kỳ hiếm luôn nha. Chất nhung này, phối cực kỳ đẹp luôn. Khi mà mọi người bắt đầu mọi người sử dụng đồ si này, mọi người bắt đầu mua hàng đồ si về sử dụng ấy, thì chắc chắn mọi người sẽ có cơ hội săn được những cái món đồ độc lạ và đẹp nha. Chỉ có hàng si mới có thôi. Đây là một ví dụ này. Đây là một ví dụ điển hình nha. Một con áo khoác nhung của Fila này. Đẹp lắm. U4 này, U4 dài 73 ngang 50 ạ. Rất đẹp nha. Tem chính hãng của Fila nó còn nguyên mã code này. Con này độ mới em cho 9 điểm nha. 9 điểm ạ. Không có lỗi lầm gì đâu. Con này hoàn hảo luôn. U5. U5 thì em có một sản phẩm của thằng Umbro này. Umbro. Một thương hiệu sản xuất đồ thời trang cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc nha mọi người. Đây, chúng ta có một cái logo, cái tem chính hãng của Umbro này. Con này chất thể thao cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. Này, tem dưới của nó đây nha. Đây, phía bên trong này, cực kỳ chất lượng nha. Con này mọi người mặc vận động thể thao thoải mái luôn. Bởi vì nó cực kỳ thoải mái nha. Cái chất của nó cực kỳ nhẹ nhàng. Màu đẹp lắm nha. Rồi. Con này thì 70 kg thì mặc nó kiểu form body nha. Con này từ 65 tới 68 kg. 65 tới 68 kg mặc giúp em. Con này độ mới hoàn hảo. Mã U5 này, dài 70 ngang 50 vai 45, tương ứng với size L. Đây, logo của Umbro này. Em sẽ zoom cận cảnh mọi người xem cái độ mới của sản phẩm nha. Nhưng mọi người lưu ý giúp em, con này nó có lỗi nhỏ nha. Có lỗi nhỏ thì em cũng phải báo cho mọi người biết nha. Cái lỗi này nó không ảnh hưởng gì đến áo đâu, nhưng em phải báo nha. Và cái giá em sẽ bán rẻ hơn những con khác này. Ở đây có một cái vết chấm nha. Cái này chắc là tàn thuốc có rơi vào này. Nó không bị bục nha, nó không bị bục đâu. Nó không bị thủng đâu, nó chỉ có một cái tàn, một cái vết cháy ở đây, vết rất là nhỏ thôi, nó không ảnh hưởng đến cái áo. Và cái khóa của nó cũng bị bay mất cái phần cao su phía trước nha.
Cái này mọi người về có thể thay lại giúp em nhé. Độ mới thì con này mới hoàn hảo luôn. U5, U6 em shop lại một con áo khác của cái lô 2-3 ngày trước này. Cái clip đấy nó bị lỗi, nó bị vi phạm bản quyền thì em đã xóa mất rồi. Thì còn shop lại đúng một con này thôi. Con này chưa bán thì clip đã xóa rồi. Con này của thương hiệu GoWin. Con này chất gió nha mọi người. Con này ba lớp, chất gió ba lớp, phối màu cực kỳ đẹp luôn. Con này chống nước nhẹ, có một cái logo ở đây này. Con này đẹp lắm nha, em sẽ lên form cho mọi người. Con này nó hơi nhỏ nhưng mà em phải lên form để mọi người mới thấy nó đẹp nha. Em mặc còn nguyên, con này độ mới cực cao luôn. Những cái sản phẩm như thế này mọi người mặc vào mùa đông nhé. Bên trong mọi người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng như thế này thôi thì cũng đã đủ ấm rồi. Con này đẹp lắm. Mọi người nhìn này. Nhưng mà con này cỡ size M thôi. Con này cỡ size M thôi. Từ 60 cho tới 68 kg. 60 cho tới 68 kg. Cao dưới 1m7 nhé. Con này có mũ. Con này có mũ nha. Nhưng mà con mũ con này là mũ liền này. Mũ con này mũ liền. Phối cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn từng cái chi tiết nhỏ nó làm này. Từ những cái khóa kéo, cái chất liệu cho đến cái phong cách, cái kiểu dáng nó phối này. Này nhìn cái cúc chất lượng nhá. Con này cực kỳ đẹp luôn. Em khuyên mọi người nên lấy con này nhá. Độ mới thì nó như một chiếc áo mới. Hàng mới khui kiện thì nó hơi nhập. Nhưng mà con này em bao cho mọi người mới 99% luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đi nhanh mấy mã còn lại nha mọi người. Em chiều nay em phải làm một cái lô hàng áo thun thể thao năm mươi mấy sản phẩm đó, nhưng mà em sẽ đi nhanh mấy cái sản phẩm này nha. Rồi mã U7, em có một con của Puma. Con này kiểu như là mọi người mặc chui từ dưới chui lên, nó không phải riêng, không phải là một chiếc áo khoác nha. Đây. Có một cái logo Puma ở đây này. Con này trên thông số để size 2XL nha. Hai lớp, bên trong có một lớp lưới này. Độ mới hoàn hảo luôn. Con này phối màu xanh đen cũng cực kỳ dễ mặc nha. Mọi người mặc vào buổi sáng xe xe lạnh này. Đi tập thể dục cũng rất là ok. Tem chính hãng của Puma đây. Con này size 2XL. Độ mới hoàn hảo luôn. Không lỗi lầm gì đâu ạ. Tem chính hãng và mã code còn nguyên này. Rồi, em có mã U7 dài 80 ngang 65. Một sản phẩm chính hãng của Puma. Con này chất gió nha mọi người. Con này chất gió. U8 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Lotto Italia. Con này dòng sport của Lotto nha. Lotto là một cái thương hiệu sản xuất những cái đồ dành cho thể thao cực kỳ nổi tiếng của thằng Ý nha. Đây, những cái phối của nó này. Cái này dập bằng cao su này. Nó phối, nó dập chạy cả phía sau luôn này. Con này thì độ mới cũng cực kỳ cao. Chất thun thể thao nha. Có zip ở cổ đây. Zip cũng được dập logo của tên thương hiệu. Con này mới nha mọi người. Con này rất là đẹp, con này phối mặc cực kỳ đẹp luôn. Kiểu mặc nhìn nó sang đấy. Này, tem code đầy đủ nha. Tem chính hãng của Lotto này. Logo của Lotto được thêu ở đây nha mọi người. Rồi, mã U8 dài 70 ngang 55 vai 45 này. Độ mới hoàn hảo luôn. Một sản phẩm chính hãng của Lotto. Phối rất là đẹp nha. Đây, mọi người nhìn cái cao su nó dập này. Nó rất là nét nha. Không giống như cái hàng Quảng Châu nó dập kiểu như nó bị thừa chỉ rồi thừa chi tiết, nhưng mà con này nó dập cực kỳ nét. Bởi vì công nghệ làm quần áo của những cái hãng này thì nó quá đỉnh rồi, không có lỗi đâu ạ. Tiếp theo mã U9, con này cũng cực kỳ xịn sò nha. Con này cũng chất thể thao này. Con này đặc biệt nó của thằng Lê Cốp này, một con gà của Pháp nha mọi người. Con này phối màu cực kỳ đẹp luôn, phù hợp với những anh, những chú chung chung tuổi một chút mặc những cái màu này thì bao đẹp luôn. Kiểu nó phối đơn giản đấy. Chúng ta có một con gà được thêu ở đây này. Nó con này dòng gốp nha mọi người. Gốp của Lê Cốp thì mọi người biết cái giá trị nó cao đến cỡ nào rồi đúng không ạ? Con này độ mới hoàn hảo, nhưng mà con này cũng mới khui kiện nên hơi nhăn nha mọi người. Em cam kết với mọi người độ mới nó cao, nhưng mà đồ mới khui kiện em chưa có thời gian em là nha. Mọi người về là lại giúp em là nó như một chiếc áo mới thôi. Đây. Mọi người nhìn giúp em cái cổ áo là mọi người biết này. Về cái độ mới nha. Mọi người mua những cái sản phẩm như thế này ấy, với quần jean thì mọi người cứ nhìn giúp em cái mông. Quần áo này ấy. Còn những cái sản phẩm áo, mọi người cứ nhìn giúp em cái cổ áo. Cổ áo mà nó mới như thế này thì chắc chắn toàn thể cái áo nó sẽ mới nhé. Đẹp lắm nha.
Tiếp theo em có mã U10 này. U10 thì em có sản phẩm của thương hiệu Decente. Decente cũng là một cái thương hiệu sản xuất đồ thể thao cực kỳ nổi tiếng. Con này chất gió cũng hai lớp cho mọi người, gió hai lớp. Con này phối cực kỳ đơn giản thôi, con này phối đơn giản nhưng mà nó đẹp và nó mới nha. Con này em cam kết với mọi người độ mới 99% nha. Đây, cho mọi người nhìn cái bò cổ này. Đấy. U10 dài 65 ngang 50, con này tương ứng với size M này, con này tương ứng với size M đấy nha. Đẹp, rất đẹp nha. Nó có Decente nha mọi người. Này, tem của nó này. Tem chính hãng của một cái sản phẩm thì nó phải như thế này. Cuối cùng U11, một sản phẩm của Mizuno. Con này cũng hai lớp, lớp gió bên ngoài và lớp lưới ở bên trong. Phối màu cũng cực kỳ đẹp. Mọi người mặc vào buổi sáng tập thể dục, chạy bộ, đạp xe. Cực kỳ đẹp luôn. Mizuno. Chúng ta có một cái logo của Mizuno ở phía bên tay đây. Con này phối màu đẹp, độ mới cao. Con này cũng ở lô video 2 hôm trước. Cái video mà em đã nói là bị vi phạm bản quyền mà em đã xóa đấy. Cái video đấy mới bán được 9 mã thôi. Còn sót lại 3 mã thì ngày hôm nay em lên luôn. Và sẽ giảm giá một chút cho mọi người nhé. Tem chính hãng của Mizuno này. Con này size M thôi. Dài 60 ngang 50. Sản phẩm cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 11 sản phẩm nha mọi người. Rồi, em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình ạ.